Hợp vía thần tài, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, bất ngờ trúng lớn, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu có, không lo nghèo khó, đếm 100 tỷ gửi ngân hàng, đúng tháng 6 âm lịch 2024. Kênh Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào tới quý vị đang theo dõi video luận giải vận mệnh mới nhất trên kênh. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý vị tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý vị thân mến, cuộc đời là một hành trình dài nối tiếp nhau bởi những thử thách và gian truân. Chỉ những ai có phúc lớn mệnh dày mới đủ sức mạnh để vượt qua mọi sóng gió, lèo lái con thuyền cuộc đời đến bến bờ thành công, mang lại sự bình an và phồn thịnh cho bản thân và gia đình. Theo tử vi, mỗi con giáp sẽ trải qua những vận hạn khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm trong năm, có những lúc sao xấu chiếu mệnh, cuộc sống trở nên khó khăn, nợ nần chồng chất, nhưng cũng có những thời điểm sao tốt chiếu rọi, phú quý lâm môn, thì mọi việc thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến. Đặc biệt trong tháng 6 âm lịch 2024 này, những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ được trời đất đoái thương, thần tài và quý nhân chỉ đường, dẫn lối, mang lại nhiều may mắn và tài lộc. Quý vị thân mến, vận trình của tuổi Tân Hợi trong tháng 6 âm lịch này có thể được diễn tả qua những vần thơ như sau. Tuổi Tân Hợi tháng này thật thịnh vượng, tiền vào như suối phước đầy vơi, công danh rạng rỡ tài lộc phát, hốt vàng hốt bạc lộc trời ban, tiền vào như nước không hề cạn, lộc cũ nở hoa lộc mới đến. Tháng 6 âm lịch này, tuổi Tân Hợi sẽ đón nhận nhiều cơ hội tài chính, nhờ có sự phù trợ của thần tài và quý nhân, công việc kinh doanh trở nên suôn sẻ, lợi nhuận tăng cao. Đối với những ai làm công ăn lương, đây là thời điểm thuận lợi để thăng tiến trong sự nghiệp, bản mệnh được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Không chỉ tiền bạc dồi dào mà sức khỏe cũng ổn định, tinh thần phấn chấn, tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện các kế hoạch và mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, quý bản mệnh tuổi Tân Hợi cũng cần chú ý giữ gìn các mối quan hệ xã hội, bởi đây là thời điểm mà sự hỗ trợ từ bạn bè và đồng nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong thành công của quý bản mệnh. Hãy luôn mở lòng và chia sẻ, bởi đôi khi sự giúp đỡ bất ngờ sẽ đến từ những người mà quý bản mệnh ít ngờ tới nhất. Gia đình cũng là điểm tựa vững chắc, hãy dành thời gian quan tâm và chăm sóc những người thân yêu để tạo ra một môi trường hòa thuận, ấm áp. Vậy vận trình tử vi chi tiết của tuổi Tân Hợi trong tháng 6 âm lịch 2024 sẽ diễn ra như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là lời luận giải chi tiết của kênh Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để hiểu rõ hơn về những điều may mắn và cơ hội đang chờ đón quý bản mệnh trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và ủng hộ chương trình. Kính thưa quý vị và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 thân mến, dù bạn có là ai thì cũng sẽ có một ngày bạn làm ăn thua lỗ hoặc mất tiền oan, hoặc do bản thân mãi chơi mà nặng gánh nặng nợ. Khi chuyện đó xảy ra, hãy nhớ đừng nghĩ nhiều, rút ra bài học rồi mặc kệ nó đi, coi như cái ta đã mất là cái ta chưa từng có. Dù có là tiền triệu, tiền trăm, tiền tỷ, hễ trái tim bạn còn đập, tư duy bạn còn minh mẫn, nỗ lực, bạn còn chuyên cần, thì bạn sẽ làm lại được thôi. Hay giản đơn còn người là còn của, có gì đâu mà phải sầu bi, khốn khổ, vì thật ra có nghĩ lắm, có hận nhiều cũng đâu có lấy lại được những gì đã mất. Thay vì làm đôi ba việc vô nghĩa, hãy tập trung vào việc làm ra thêm cái mới mẻ, thêm của cải ở thời kỳ tương lai, trong cuộc đời này. Khó khăn là luôn có, nó giống như chúng ta đi học cần phải có bài kiểm tra vậy, bài kiểm tra của cuộc đời thường gian truân hơn, vất vả hơn, hỏi xoay đáp xoáy hơn và nhiều lúc không có lời giải chính xác cho tất cả mọi đáp án. Lựa chọn này có thể đúng với người này và sai với người khác, nhưng dù kết quả có thế nào, thì quy trình chúng ta sống vẫn luôn có nhiều điểm tương tự. Hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh, một trái tim nóng, một tinh thần lạc quan, một tấm lòng nhiệt thành, một tâm hồn nhiệt huyết. Hiểu cõi này, nơi ta sống vốn chỉ là cõi tạm, là nơi ta tụ tập, là chốn ta hoàn thiện linh hồn của bản thân. Giác ngộ mà lớn mạnh bản tâm lên những giai tầng mới khó khăn, nếu được vận mệnh đặt trước, thì ta cũng sẽ được trời ban cho khả năng để có thể xử lý khó khăn. Vì bài kiểm tra thường trong chương trình ta đã học, vậy nên hãy cứ nhớ, nguồn nội lực để giải quyết vấn đề bạn đang gặp phải đã có sẵn trong bạn rồi. Tất cả những gì bạn cần làm là nỗ lực, bền chí và kiên tâm cùng đợi duyên khởi, tân mệnh thay sắc cho một ngày rạng ngời ở không xa. Quỹ thời gian của một con người là có hạn, nên thay vì ai cũng quen, ai cũng thân, cuộc vui nào cũng có mặt, hãy chọn lọc những người mình thật sự trân quý, thật sự chân tâm. Dồn thời gian cho những người mà mình ưu ái, xây dựng một mối quan hệ chiến thắng, nơi hai bên cùng có lợi, một mối quan hệ đều có qua có lại, có lùi có tiến, giúp nhau cùng bước, đỡ nhau khi hoạn nạn, cạnh nhau khi khó khăn, bên nhau lúc vui vẻ,
Dù không cần ngày nào cũng gặp, nhưng hễ gặp là vui, đấy mới là những người bạn tri kỷ trong đời. Khả năng ghi nhớ của não bộ cũng có hạn, nên thay vì nhớ những kỷ niệm buồn, để trong lòng những kỷ niệm đau, hãy thay vào đó là những niềm vui và hân hoan. Hớn hở lưu lại những khoảnh khắc đẹp, chứ đừng tự kỷ mà gặm nhấm nỗi đau, cuộc đời quá ngắn ngủi, sao cứ phải để những yêu cầu khiến tâm hồn mình bi ai. Không có ai trên đời là hoàn hảo, vì nếu hoàn hảo đã chả cần phải xuống thế gian làm người. Hiểu điều này để chấp nhận cái sai của nhau, nhẹ nhàng hơn một chút, bớt xét nét đi một tẹo. Chỉ cần cái tâm ta luôn cầu tiến, cái suy nghĩ ta luôn cầu thị, thì không hoàn hảo cũng sẽ dần đổi thay, nghìn khuyết điểm cũng sẽ bớt dần theo năm tháng. Vậy nên, học học nữa, học mãi đâu có nghĩa là ta chỉ ngồi nơi trường lớp mài kinh sử học, trong đường đời học, trong hành vi tự vấn lại bản thân, truy tìm tuệ căn giác ngộ, đấy cũng là một sự học để hoàn mỹ nhân sinh. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch. Can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng, mưu sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy tam hợp cục và mộc dục xuất hiện trong tử vi tháng mới của người tuổi Tân Hợi, báo hiệu một tháng nhân duyên tốt lành, nhiều sự trợ giúp đến từ ngoại lực dành cho con giáp này, bản mệnh có trạng thái tinh thần phấn khởi, sự nghiệp đón bước tiến triển mới, hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến, bạn sẽ giải quyết mọi việc một cách trôi chảy mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Những ai mạnh dạn tham gia vào lĩnh vực mới cũng có lợi, trong thời điểm này tình hình học tập cũng rất khả quan, bạn đạt thành, tức tốt. Tài lộc cũng trên đã khởi sắc mạnh, các nguồn thu ổn định và có xu hướng tăng, đầu tư, kinh doanh đều thu về kết quả khả quan, có thể thử sức với các hạng mục đầu tư mạo hiểm. Nhưng trong giới hạn cho phép của bản thân và tình hình tài chính, người làm văn phòng cũng có cơ hội tăng lương, tăng thưởng. Chuyện tình cảm trong tháng có nhiều tín hiệu tích cực, đào hoa lành tìm đến, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, thì người tuổi Tân Hợi độc thân đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị, tình cảm lứa đôi hài hòa, mâu thuẫn giữa các cặp đôi ít dần đi, thay vào đó là sự sẻ chia cùng nhau gánh vác mọi việc. Sức khỏe của tuổi Tân Hợi duy trì ở mức bình ổn, tuy nhiên do thời tiết thay đổi thất thường, khó tránh khỏi một vài triệu chứng khó chịu. Rất may là thể trạng mau phục hồi, không phải lo lắng thái quá, vấn đề cần lưu ý trong tháng là an toàn trong khi làm việc, lao động. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Tân Hợi nhận thấy, vận trình sự nghiệp của bản mệnh trong tháng mới sẽ có nhiều khởi sắc bất ngờ. Bạn sẽ giải quyết mọi việc một cách trôi chảy mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Những thuận lợi đến với tuổi Tân Hợi trong tháng này đều nhờ có tam hợp chống lưng, lại thêm nguyện lệnh lâm mộc dục mang tới những mối nhân duyên tốt lành, hứa hẹn bản mệnh sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp đến từ ngoại lực. Tháng này vận quý nhân vượng, tuổi Tân Hợi làm gì cũng có người hậu thuẫn, ủng hộ, sát cánh cùng, nên mọi việc tiến triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Nếu biết tận dụng sức mạnh tập thể, kiểm soát cái tôi cá nhân, thì bạn sẽ được lợi nhiều hơn và còn tiến xa hơn nữa. Tháng này cũng thích hợp cho việc ký hợp đồng và thực hiện kế hoạch kinh doanh lớn với những người đang ấp ủ dự định khởi nghiệp hay muốn triển khai một dự án mới. Bạn sẽ có cơ hội gặp những người cùng chí hướng và có thể triển khai theo kế hoạch ngay lập tức. Nếu quá trình suôn sẻ, bạn sẽ nhanh chóng nhận được món lời kha khá từ dự định lần này. Trong quá trình làm việc, bản mệnh có sự hứng khởi, say mê, nên giải quyết công việc có đầu có cuối, hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, thậm chí còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Đương nhiên, vận khí may mắn cũng chỉ đóng vai trò thứ yếu, cái chính là bản mệnh phải không ngừng nỗ lực, kiên trì và quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình thì mới có thể duy trì được may mắn lâu dài. Bản mệnh cũng cần lưu ý rằng, tuy một dục giúp nhân duyên thêm vượng, nhưng mặt trái của nó là có thể khiến cảm xúc khó được kiểm soát, đôi khi bản mệnh hành xử quá khích, thiếu tiết chế, có thể vô tình gây khó chịu cho người xung quanh, đặc biệt, bạn cũng nên tránh hành động theo cảm tính kẻo thất bại nửa chừng. Tình hình học tập cũng rất khả quan, đạt thành tích tốt, nhưng vẫn cần tập trung chú ý hơn nữa. Bản mệnh vốn có tư chất thông minh, lanh lợi, học một hiểu 10 nhưng lại bản tính ham chơi, nên vẫn cần rèn luyện tính tự giác. Một khi người tuổi Tân Hợi xác định được phương hướng phấn đấu rõ ràng, mọi thứ trở nên đơn giản.
Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, trên phương diện tài lộc, cát khí tăng mạnh cũng giúp tài vận của người tuổi Tân Hợi trên đà khởi sắc rõ rệt. Các nguồn thu ổn định và có xu hướng tăng, đầu tư kinh doanh đều thu về kết quả khả quan. Nhờ đó, bạn có thể chi tiêu rủng rỉnh, xua tan áp lực tiền bạc. Nhờ quý nhân tam hợp soi đường, chỉ lối, con đường kiếm tiền làm giàu của bản mệnh bước đi nhiều trở lực, dù có vấp váp khó khăn cũng sẽ có người tới ứng cứu, không phải lo lắng hay suy tư quá nhiều. Hơn thế, tháng này nguyệt lệnh lâm mộc dục mang tới những mối quan hệ hợp tác hài hòa, xã giao hữu hảo, bình thường nhân duyên của con giáp này đã tốt, rất hay giúp đỡ người khác, nay có thêm may mắn đồng hành, nên được người giúp lại, đó là điều xứng đáng. Nhờ đó, tuổi Tân Hợi đi đâu, làm gì cũng gặp người tốt và nhận được sự trợ giúp nhiệt tình. Tháng này, tuổi Tân Hợi có thể thử sức với các hạng mục đầu tư mạo hiểm, nhưng vẫn cần trong giới hạn cho phép của bản thân và tình hình tài chính hiện tại. Người làm kinh doanh thì có một tháng buôn may bán đắt, hàng hóa lưu thông đều đặn và trôi chảy. Vì thế, tuổi Tân Hợi hãy tự tin để mưu sự lớn, cầu đại tài, quan trọng là bạn có dám thử thách bản thân hay không mà thôi. Người làm văn phòng cũng có cơ hội tăng lương, tăng thưởng, bạn làm việc chăm chỉ và nỗ lực là nền tảng chắc chắn để mạnh dạn đưa ra đề xuất tăng lương với cấp trên, khả năng được chấp thuận rất cao. Khi đứng trước các quyết định lớn khiến bạn đắn đo, bản mệnh cần giữ vững tâm lý bình tĩnh để xử lý và làm chủ mọi việc. Nếu muốn tham khảo ý kiến của người khác, cũng cần có sự chọn lọc và đánh giá. Việc của mình do chính bản thân quyết định, có thể lắng nghe nhưng hãy chắt lọc mọi thông tin để đưa ra quyết định cuối cùng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 6 âm lịch. Căn cứ tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, tam hợp và một dục báo hiệu tình cảm của tuổi Tân Hợi có nhiều tín hiệu tích cực. Đào hoa lành tìm đến với người độc thân, dù là nhân duyên qua mai mối hay tự nhiên, bản mệnh đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Bạn nên mở lòng mình để đón nhận một cách thoải mái, đôi khi không mong đợi là dễ có được hạnh phúc mong muốn, bởi trong tình yêu, không ai nói trước được điều gì. Tuy nhiên, mộc dục sẽ biến thành đạo hoa dữ nếu như thái độ trong tình cảm của bạn không rõ ràng hay dứt khoát. Đừng để duyên đến rồi đi, còn bạn lại trở thành người đứng núi này trông núi nọ, lắm mối tối nằm không. Tình cảm lứa đôi hài hòa, mâu thuẫn giữa các cặp đôi ít dần đi, thay vào đó là sự sẻ chia, cùng nhau gánh vác mọi việc. Nếu đã có quá trình tìm hiểu vừa đủ, cả hai có thể tính chuyện hôn nhân đại sự, đừng quá kéo dài thời gian yêu đương, kẻo sinh ra cảm giác nhàm chán. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 6 âm lịch. Tháng Tân Mùi, sức khỏe của tuổi Tân Hợi duy trì ở mức bình ổn, tuy nhiên, thời tiết thay đổi thất thường, khó tránh một vài triệu chứng khó chịu. Rất may là thể trạng mau phục hồi, những vấn đề khó chịu không quá nghiêm trọng, có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi điều độ, không làm việc quá sức và chăm chỉ làm việc thiện. Vấn đề cần lưu ý trong tháng là an toàn trong khi làm việc, lao động, đặc biệt những người chuyên phải lái xe đường dài hoặc làm các công việc có tính chất nguy hiểm, bản mệnh cần phải hết sức thận trọng. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận cho con giáp tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết, tháng 6 âm lịch, nhờ có sự hỗ trợ của cát tinh và quý nhân, nên vận trình tài lộc của bản mệnh trên đà khởi sắc rõ rệt, các nguồn thu ổn định và có xu hướng tăng. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Tuất và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu đỏ mận. Quý vị thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tử. Vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Có thể nói rằng, tuần này là một tuần cực kỳ may mắn đối với người tuổi Tân Hợi, bạn nên nhân cơ hội này để thể hiện bản thân, nhận thêm công việc hoặc nhiệm vụ khó, cấp trên sẵn sàng dành cho bạn những nhiệm vụ trọng đại, trao cho bạn nấc thang để thăng tiến. Với người làm kinh tế, tuần này là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng làm ăn với đối tác. Một số người cũng nhận được khoản lời lãi từ những mối đầu tư tiết kiệm trước đó, nhờ vậy mà bạn chi tiêu thoải mái, không phải cân nhắc nhiều hơn nữa. Cát tinh tử vi sẽ mang tới may mắn, giúp bản mệnh hóa giải nhiều nguy cơ trong tuần này, thậm chí thách thức bất ngờ xuất hiện, cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn. Vì thế, dù gặp chuyện gì cũng đừng đầu hàng nghịch cảnh. Phương diện tình cảm trong tuần có nhiều khởi sắc khi bạn chủ động hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình.
Nhờ bày tỏ với người đó, bạn biết đối phương cũng có cảm xúc tương tự dành cho mình, hai người có thể bước vào một mối quan hệ mới. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, để gặt hái được thành công, người tuổi Tân Hợi sẽ phải vượt qua khá nhiều khó khăn, thử thách trong tuần này. Làm việc gì bạn cũng cần giữ vững chính kiến của mình, đừng dao động theo lời người ngoài, chỉ có chính bạn mới biết điều gì mình làm là đúng. Phương diện tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc vào giữa tuần, khách hàng đông đúc khiến bạn phải bận rộn, luôn chân luôn tay. Nhưng tiền sẽ về đầy túi, một số người sẽ tìm được hướng đi mới cho mình, khiến tiền bạc chảy về thuận lợi hơn. Tuy nhiên, đại hao lại là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong tuần này. Có thể là cho các hoạt động xã giao hoặc mua sắm hàng ngày, vì vậy hãy luôn cân nhắc chi tiêu hợp lý, đừng đẩy mình vào cảnh cháy túi. Phương diện tình cảm đang có những dấu hiệu tiến triển rất tích cực, vợ chồng bạn dần tháo gỡ được những vấn đề còn tồn tại trước đó. Trải qua khó khăn, hai người cũng thêm hiểu về nhau và dựa dẫm vào nhau hơn. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Bước sang tuần mới, tuổi Tân Hợi may mắn được các tinh Thái Dương chiếu mệnh, nên đây sẽ là một tuần vô cùng may mắn và thành công với bản mệnh. Nếu bạn đủ quyết tâm và chăm chỉ, thì thành công chắc chắn sẽ nằm trong tay bạn. Đường công danh, sự nghiệp vô cùng thịnh vượng, cát khí tràn trề, làm gì cũng dễ dàng thành công. Nếu bản mệnh đã có kế hoạch rõ ràng thì nên khởi động ngay từ tuần này. Để cát khí giúp cho khả năng thành công cao hơn, tuổi Tân Hợi cũng trở nên quyết đoán, không sợ hãi trước khó khăn, sẵn sàng tiến bước, nguồn năng lượng của bạn cũng truyền cảm hứng cho người xung quanh. Điềm báo tử vi còn cho biết, vận trình tài lộc của tuổi Tân Hợi khởi vượng, cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ của con giáp này đều đang có dấu hiệu tăng tiến không ngừng. Đặc biệt, người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả khi mà quý nhân trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền. Chuyện tình cảm trong tuần về cơ bản vẫn ổn định như vậy, không có nhiều điều đáng nói. Dù có sóng gió nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của các cặp đôi, bởi hai bạn luôn có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Nam mệnh độc thân có sức hút mạnh mẽ, có nhiều cơ hội tìm được người phù hợp, nhưng cũng dễ có tâm lý đứng núi này trông núi nọ. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tử vi tuần mới thấy rằng, thiên đức cát tinh nhập mệnh, tuổi Tân Hợi không cần phải quá lo lắng về vận trình tuần này, bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Bản mệnh có cơ hội được quý nhân dìu dắt, nâng đỡ trong từng bước đi, nên tiến triển tốt đẹp, nhìn chung, vận khí đang rất hanh thông. Bản mệnh dễ dàng gặt hái được không ít thành quả trong công việc, Tân Hợi luôn có tinh thần sáng tạo, trí tuệ mẫn tiệp, nên cho ra đời những ý tưởng sáng tạo, độc đáo và mang tính giá trị cao, đóng góp nhiều cho tập thể, như vậy mà cũng được hưởng lợi từ đó, cấp trên không tiếc dành nhiều lời khen ngợi cho bạn trước mọi người. Cùng với công việc thuận lợi thì tài lộc cũng trên đà khởi sắc, trong đó cả nguồn thu chính và phụ của tuổi Tân Hợi đều có xu hướng tăng. Với người làm công việc cố định, cơ hội tăng lương của bạn đã tới, nếu đề xuất trong thời gian này thì khả năng được chấp thuận rất cao, việc đầu tư, buôn bán cũng gặp không ít cơ hội ngon ăn. Con đường tình duyên trong tuần của người độc thân phong phú, hứa hẹn có nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị, bản mệnh là người giỏi ăn nói, giao thiệp rộng nên dễ thu hút được người khác, cơ hội để bạn mở rộng quan hệ và tìm được một nửa cho mình khá nhiều. Quý vị thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và may mắn cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Phật bản mệnh A-di-đà là Phật bản mệnh của những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tuổi Tân Hợi có thể gặp nhiều thách thức và biến hóa trong cuộc đời. Và Phật bản A-di-đà được xem như một nguồn động viên và ảnh hưởng tích cực đối với số mệnh của họ. Phật bản mệnh A-di-đà không chỉ đại diện cho sự bình an và hạnh phúc, mà A-di-đà là vị Phật có tình thương và lòng nhân ái sâu sắc, chú trọng đến việc giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn và đau khổ. Do đó, người tuổi Tân Hợi có thể tìm thấy niềm vui và sự viên mãn từ việc tìm hiểu về Phật bản mệnh này. Ngoài ra, tư tưởng về việc tích cực giữ đạo đức tốt và xây dựng tâm hồn thanh tịnh cũng là một tác dụng quan trọng của Phật bản mệnh A-di-đà đối với tuổi Tân Hợi. Thông qua việc áp dụng triết lý này vào cuộc sống hàng ngày,
Họ có thể tạo ra môi trường tích cực xung quanh mình và tìm kiếm niềm vui, sự hài lòng và hạnh phúc từ việc chia sẻ, giúp đỡ những người khác. Tượng thiềm thừ. Với những tâm thức và biến hóa trong cuộc sống, thiềm thừ được xem như một biểu tượng may mắn và bảo vệ, giúp họ thuận lợi vượt qua khó khăn và kiếm cơ hội thịnh vượng. Thiềm thừ là linh vật ba chân và bản năng thu thập tài nguyên đối với người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tượng thiềm thừ có thể là một pháp sư giúp họ thu hút tài lộc thịnh vượng. Biểu tượng này thể hiện sự phổ biến và yêu thích trong công việc kinh doanh, làm ăn và đầu tư. Thiềm thừ cũng có khả năng tiêu trừ những năng lượng xấu, giúp tuổi Tân Hợi tránh xa những rủi ro không mong muốn. Ngoài ra, thiềm thừ còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Tân Hợi duy trì tinh thần lạc quan và kiên nhẫn. Các biểu tượng này thúc đẩy học tập trung vào việc phát triển bản thân, khai thác tiềm năng và khả năng sáng tạo, đặc biệt trong công việc quản lý tài chính. Tượng thiềm thừ có thể giúp họ đưa ra quyết định thông minh và tối ưu hóa nguồn tài nguyên. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là một biểu tượng phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông, được coi là linh vật mang đến may mắn, bình an và bảo vệ. Đối với người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tượng Tỳ Hưu có ý nghĩa đặc biệt và tương hợp. Tượng Tỳ Hưu được coi là biểu tượng may mắn, mang lại sự bình an cho gia đình và cuộc sống. Đối với người tuổi Tân Hợi, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ thu hút năng lượng tích cực, tạo ra môi trường thịnh vượng và an lành. Tượng Tỳ Hưu cũng được cho là có khả năng bảo vệ khỏi những thế lực tiêu cực và hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Với khó khăn của tuổi Tân Hợi, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ vượt qua những thách thức một cách bình an. Tượng Tỳ Hưu thường được kết hợp với tài lộc và thịnh vượng, với tầm nhìn mở rộng và tinh thần trách nhiệm. Người tuổi Tân Hợi có thể tận dụng tượng Tỳ Hưu để thu hút cơ hội tốt trong sự nghiệp và tài chính. Ngoài ra, tượng này có thể giúp hóa giải những trở ngại trong mối quan hệ và mang lại sự hòa hợp. Tóm lại, tượng Tỳ Hưu mang đến nhiều ý nghĩa tích cực cho người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, bao gồm may mắn, bình an, bảo vệ thịnh vượng và sự hòa hợp trong nhân duyên. Nó có thể là một biểu tượng đáng giá để họ mang theo, nhằm tạo ra một môi trường tích cực và thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. Tượng Long Quy. Long Quy là linh vật mang đầu rồng mình rùa, thể hiện sự mạnh mẽ và quyền uy đối với người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tượng Long Quy có thể tượng trưng cho khả năng tiền tài, quản lý tài chính và thực hiện các mục tiêu lớn. Các biểu tượng này đã thúc đẩy họ vươn lên, vượt qua các chiêu thức và giải quyết khó khăn, tạo nên sự thịnh vượng và thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Long Quy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Tân Hợi duy trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Các biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng phấn đấu, không bao giờ từ bỏ và tìm kiếm những cơ hội mới. Long Quy còn có khả năng tiêu trừ những năng lượng tiêu cực, giúp người tuổi Tân Hợi giữ vững tinh thần và đối diện với mọi vấn đề, giải quyết một cách tự tin. Quả cầu phong thủy. Quả cầu được coi là biểu tượng của sự hoàn thiện, sự thống nhất và sự cân bằng đối trong cuộc sống. Đối với những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, quả cầu phong thủy có thể đại diện cho việc duy trì sự ổn định và cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Quả cầu phong thủy với hình dáng tròn trịa và trong suốt, tượng trưng cho sự hoàn hảo và sự thịnh vượng. Đối với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, quả cầu có ý nghĩa đặc biệt về bình an và tài lộc. Hình ảnh của nó thể hiện sự cân bằng và sự hoàn hảo, nhắc nhở họ luôn tìm kiếm sự thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. Quả cầu cũng có khả năng tạo nên không gian yên bình và bình an trong môi trường sống của họ. Bên cạnh đó, quả cầu phong thủy cũng có thể là biểu tượng tài lộc và may mắn. Sự trong suốt của nó tượng trưng cho sự mở cửa tới những cơ hội và tiềm năng khi đặt ở những vị trí chiến lược trong không gian sống. Quả cầu có thể tạo ra luồng năng lượng tích cực và thu hút tài lộc vào cuộc sống của họ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hãy bớt phàn nàn, hãy bao dung và thấu hiểu hơn, đừng nổi nóng vì lỗi lầm của người khác, đó thực sự là một sự giải thoát cho chính bạn. Nếu bạn dùng lỗi lầm của người khác để khiến bản thân khó chịu, thì cái mất nhiều hơn cái được, cuộc đời ngắn ngủi lắm, đừng tự trừng phạt mình vì lỗi lầm của người khác. Đừng nghi ngờ cuộc sống của chính mình, đừng so sánh hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác. Phàn nàn về cuộc sống của chính mình và ghen tị với hạnh phúc của người khác. Phàn nàn là điều vô ích, tiêu tốn nhiều năng lượng nhất, khiến mọi việc ngày càng tồi tệ hơn. Nếu bạn hoang phí quá nhiều và bị bao vây bởi năng lượng tiêu cực trong một thời gian dài, bạn sẽ mất tự tin và mất sức sống, cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Bản chất của con người là hy vọng, tránh xa sự thất vọng, đau đớn và phiền muộn, và sống một cuộc đời hạnh phúc mãi mãi. Nếu có vấn đề gì đi ngược lại xảy đến, thì con người ta sẽ bắt đầu khó chịu và phàn nàn. Nếu bạn quá gắn bó với một tình huống hoặc sự kiện nhất định, bị ám ảnh quá mức bởi những cảm xúc tích cực đi kèm và cố gắng chống lại trải nghiệm tiêu cực, bạn sẽ rơi vào thất vọng, giống như đi tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc, bạn sẽ tự làm khổ chính mình. Đời người là khách qua đường, đến rồi đi vội vã trên đường đời này,
Danh lợi đều là hư không cần phải xem nhẹ, ai có thể tươi cười mà sống mới là người thông minh thực sự. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý vị, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.